Một lời khuyên chân thành cho các bác anh chị bạn đang có tầm tiền chỉ vài chục triệu đồng. Vâng, tại sao mà em phần tiêu đề ở cái video này thì em lại đưa ra một cái lời khuyên cho các bác anh chị bạn có tầm vài chục triệu đồng? Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác anh chị bạn mấy cái mẫu xe chỉ từ trên 70 triệu đồng đấy, xuống tầm khoảng 60 triệu đồng là ba cái mẫu xe Chrysler Bắc. Với cái vài với cái số tiền tầm khoảng vài chục triệu đồng ấy, thì khuyên thật mọi người ấy là các bác nên chọn những cái mẫu xe lành và bền, cũng như là ít hỏng vặt và sửa chữa của nó dễ dàng. Đi bất kỳ gara nào chỉ cần để 1-2 ngày chúng ta sửa chữa, chúng ta có thể lấy về đi dùng tiếp rồi. Chứ còn nếu thật các bác mà muốn mua cái mẫu xe, những cái dòng xe mà thứ nhất là vài chục triệu này, những cái dòng xe là sang này, rồi là sedan hai đầu, hay là những cái mẫu xe mà nhìn nó form dáng nó đẹp ấy, thì thật các bác là những cái vấn đề mua xe nó đơn giản, những cái vấn đề sửa chữa nó là cả một vấn đề các bác nhá. Đấy, sửa chữa thì nói chung là không có đồ này. Đấy, hoặc là đồ nó đắt này. Đấy, tiền mua không bằng tiền sửa thì cũng quá tội thôi. Thì một lời khuyên chân thành trong nghề của em, một lời khuyên chân thành là khuyên thật các bác là mua những cái mẫu xe như Matiz, Spark, Kia Morning. Đấy, những cái mẫu xe nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là độ lành, độ bền của nó cao thì chúng ta sử dụng. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người ba cái mẫu xe Chrysler Spark. Đấy, con đời 2009, một con 2009 và hai con 2010, giá từ 62 triệu đổ lên đến tầm 73 triệu đồng các bác nhé. Giá thì bên em vẫn còn lọc lá và thương lượng, thì các bác nào quan tâm đến mẫu xe nào liên hệ trực tiếp với Lợi Ngắt Ô Tô qua số điện thoại 0866010016 nhé. Bây giờ xin phép mọi người đi vào chi tiết những cái mẫu xe này. Đây, em sẽ đi cho mọi người cái mẫu xe rẻ nhất. Con này là con 2009 nhé, mới về, biển Hà Nội. Sơn quây cả xe, đánh bóng. Đấy, đăng kiểm dài biên man tháng 5 năm 2024, giá 62 triệu đồng, vẫn ra lộc cho các bác luôn. Bao ship khu vực miền Bắc nhá. Đấy, miền Bắc, miền Trung em có thể bao ship cho mọi người luôn. Đây, nội thất đẹp, nội thất ghế da mới bọc xong. Đấy, nội thất ghế da không phải mới bọc, xin lỗi mọi người. Ghế da còn đẹp nhưng mà vẫn còn bọc cũng hầu như là mới luôn. Đấy, ghế da rất là đẹp luôn. Màn hình này, đó. Trần bọc, trần da 3D này. Đây, nội thất rất là tươi, rất đẹp luôn. 62 triệu các bác nhé. Đấy, 62 triệu thôi. Xe Bắc 2009, động cơ 0.8. Tất cả những cái mẫu xe này thì nó chỉ tiêu thụ nhiên liệu đâu đó tầm khoảng 6 lít trên 100 cây thôi. Đấy, cánh cửa đóng khít là được, đúng không ạ? Keo chỉ thì đương nhiên những cái dòng này thật các bác là keo chỉ lôm nhôm thôi. Quan trọng của máy gầm của nó nhé. Đấy, cánh cửa đóng khít khịt luôn. Đó, đèn đóm sáng, điều hòa mát. Ok rồi đúng không mọi người? Con này biển Hà Nội nhé. Những cái mẫu xe này phần đa là chúng ta không có chủ đâu. Những mẫu xe này phần đa là dòng xe tập lái, coi như là chủ thất lạc chủ là vấn đề bình thường. Đấy, cánh cửa đóng khá ok luôn. Đây mọi người xem. Đấy, cứ miễn cánh cửa đóng khít là được. Gầm bệ chắc, côn số ngọt các bác nhé. Với cái giá con này là 62 triệu. Đây, mất màn hình còn dùng được nữa hay không? Con này thì nói thật với các bác là xe này hoàn toàn sẵn đi nhá. 62 triệu đồng nhá. Spark 2009 các bác nhá. 2009. Đấy. Ok, điều hòa còn mát. Điều hòa mát là được đúng không mọi người? Điều hòa mát lạnh luôn. Con này bao điều hòa cho mọi người luôn. Đấy, mùa hè nóng bức này chỉ chúng ta chỉ cần cái điều hòa mát là được rồi. Xe vài chục triệu đồng thì thế thôi. Chứ các bác mà muốn mà mua xe vài chục triệu mà sang xịn mịn thì nói thật các bác là tiền mua xe không bằng tiền sửa nhá. Đấy, tiền mua xe không bằng tiền sửa đâu. Chúng ta cứ chọn những cái mẫu xe lành bền như này chúng ta đi. Đấy, con này đăng kiểm dài, mới đăng kiểm xong biển Hà Nội. Sơn quây cả xe rồi. Những cái mẫu xe này thì nếu mà sơn quây hay là tỉa tót, nói chung là làm lại máy móc rồi thì các bác hoàn toàn sẵn đi thôi. Đấy, 62 triệu đồng. Thì đến con này biển 18 là con này đời 2010, 73 triệu, con này tư nhân chủ đủ nhá. Nếu bác nào muốn mà rút hồ sơ vào tên cái dòng xe tập lái này thì con này tư nhân chủ đủ biển Nam Định. Đấy, với giá tiền con này là 73 triệu đời 2010. Xe này thì nói chung là chúng ta không cần rút hồ sơ cũng được, mà kể cả không cần cấm chứng cũng được. Giấy tờ bên em là bao giấy tờ cho các bác là không có trộm cắp, rồi không giấy tờ giả. Con này màn hình Android đầy đủ nhá, điều hòa mát lạnh luôn các bác nhá. 73 triệu cho mẫu xe này. Đấy, đây, 73 triệu. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ luôn. Đấy, âm thanh đầy đủ các bác nhá. Nhạc nhẽo, âm thanh đầy đủ nhá.
Đó, cánh cửa đóng khít khịt luôn. Biển Nam Định tên tư nhân nhé các bác nhé, tư nhân chủ đủ đấy. Nếu bác nào muốn rút hồ sơ vào tên thì mua mẫu xe này. Còn hai cái mẫu xe bên cạnh này thì chắc là không có chủ đâu, tại vì cái dòng xe này ít chủ lắm. Đấy, âm thanh nhạc nhẽo, điều hòa mát lịm tim luôn. 73 triệu. Đấy, giá vẫn lộc lá, vẫn bớt nhá. Đấy, máy móc điều hòa nổ êm luôn. Các bác nào đang quan tâm thì có thể tham khảo này. Đấy, với những cái mẫu xe này thì các bác yên tâm sử dụng, rất là lành và bền, cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Rồi là những cái mẫu xe này thì nói chung ấy là gì nhỉ? Thứ nhất độ bền cao này, tiết kiệm nhiên liệu này, giá rẻ này. Đấy, sửa chữa coi như là không phải lo gì vấn đề sửa chữa luôn. Vài trăm, một triệu là 1-2 ngày chúng ta có thể mang xe về sử dụng tiếp. Còn là các bác mà muốn mua cái mẫu xe vài chục triệu đồng, mà các bác muốn mua cái dòng xe mà đời, thứ nhất là xe sang xịn mịn, thì hoặc là những cái mẫu xe sedan hai đầu, thì nói chung là những cái dòng xe đấy chỉ đời bao nhiêu, đời 9 mấy rồi là 2000 mấy thôi. Thì những cái mẫu xe đấy thì chúng ta là sửa chữa nó khá là vất vả. Đấy, một cái lời khuyên chân thành cho các bác, chỉ vài chục triệu đồng nhé. Tiền đến con này đời 2010, 70 triệu đồng. Cũng được sơn quây, sơn phùng cả xe luôn. Đấy, đây, sơn quây cả xe. Đó. Con này sơn quây tổng thành tầm khoảng 5 triệu các bác nhé. Bọn em mua về thì bọn em sơn quây luôn rồi. Đấy, các bác khỏi phải sơn. Màn hình hết rồi. Đó. Đây. 70 triệu đồng thôi. Đấy, đây, nổ máy. Con này được cái, ba con này khá là cứng luôn mọi người ạ. Ba con sở bắc khá là cứng cáp. Các bác đến xem xe là còn ba mẫu xe, các bác vào đến sớm thì chọn được những cái mẫu xe mình ưng ý hơn. Đấy, nói chung là theo cái đánh giá khách quan của mọi, của từng người, chứ không phải là đồng loạt được, đúng không ạ? Đây, cánh cửa đóng êm là được, đúng không mọi người? 70 triệu các bác nhé, con này đời 2010 ạ. Con này biển Thanh Hóa chắc là cũng không có chủ đâu. Đấy, chủ mã chắc không có đâu, không còn đâu ạ. Đấy. Đấy, bác nào mà cửa tiền vài chục triệu đồng thì xem kỹ ở cái video này. Nếu các bác nhà mình mà muốn xem chi tiết cụ thể ấy, thì có thể là kết bạn Zalo trực tiếp với em nhé, qua số điện thoại là 0866010016 nhé. Các bác kết bạn Zalo trực tiếp để em quay video trực tiếp qua Zalo luôn. Các bác tránh mua xe là bị lừa cọc ở cái vấn đề là các bác xem trên mạng nhé. Em mới bị lừa cọc một con Matiz 2008. Nó đăng ở trên Facebook ấy ạ. Thế cùng là nó lấy bảng hiệu, không biết nó lấy bảng hiệu của gara nào ở Hà Nội ấy. Thế là đăng cả ảnh mặt gia đình, đăng cả ảnh xe đầy đủ. Thế mà lại lừa cọc em mất toi hai củ. Thời buổi khó khăn, kinh tế khó khăn mà nó đi nó lừa đảo như thế các bác ạ. Các bác nhá, bác nào mà muốn mua xe nhá, tốt hơn hết là gọi video trực tiếp. Đấy, gọi video trực tiếp Zalo. Có xe cửa hàng thực tế như thế, các bác cũng chuyển cọc nhá. Đấy, như em thì các bác có thể vào kênh YouTube Thiên Đường Ô Tô Cũ, rồi là vào Zalo 0866010016 Lợi Ngát Ô Tô. Lợi Ngát Ô Tô thì các bác đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ ngay quốc lộ 10, hướng đi về Thái Bình, Quảng Ninh nhá, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, Lợi Ngát Ô Tô. Đấy, chồng em là Đức Lợi đang quay xe kia. Các bác không phải lo vấn đề coi như là lừa đảo nhá. Đấy, còn lừa đảo thì nói thật các bác là chỉ làm được một lần thôi, không bao giờ có lần thứ hai. Và nói chung là cái lương tâm đạo đức là em không có cho phép. Đấy, em là con nhà Phật, nói thẳng với các bác là như vậy. Có sao làm thế nhá, xe có sao lấy vậy. Và nói chung là tùy tâm khách hàng, coi như là nếu mà ủng hộ cho em thì rất cảm ơn mọi người. Và nói chung là cũng tùy duyên mọi người. Bác nào yêu quý em thì đến gặp em. Đấy, đây là một cái lời tâm sự thật lòng của em trong cái video ngày hôm nay. Đấy, còn bác nào thích thì ủng hộ cho em. Còn bác nào chưa thích thì cũng rất là hoan hỉ. Rất cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Lợi Ngát Ô Tô trong thời gian vừa qua. Kênh này là kênh mới của em, còn kênh cũ của em là Lợi Ngát Ô Tô, thì kênh đấy thì em đã nhường lại cho một bạn khác rồi, cho nên là em chuyển sang Thiên Đường Ô Tô Cũ. Thì xin phép mọi người thì em cũng sẽ chuyển kênh về Lợi Ngát Ô Tô để các bác có thể là gặp trực tiếp được em, cũng như là các bác tìm nó dễ đấy ạ. Tại vì là rất là nhiều bác khách hàng tìm Lợi Ngát Ô Tô trên kênh YouTube không có nữa, tại vì là cái kênh cũ của em là em đã nhượng lại, sang nhượng lại cho một
một cái kênh họ chuyên sang làm sang vấn đề khác chứ họ không làm vấn đề xe nữa. Đấy. Thì các bác có thể là vào Zalo trực tiếp nhé, 0866010016 nhé, hoặc 0394652688. Đấy. Hai số điện thoại là em dùng Zalo cả. Đấy. Vâng, vừa rồi thì em vừa gửi đến toàn thể mọi người những cái mẫu xe mấy chục triệu đồng. Thì một cái lời khuyên chân thành cho các bác là các bác nên sử dụng những cái mẫu xe lành bền như thế này. Chứ các bác đừng lên mua những cái mẫu xe sang xịn mịn thì sửa tiền sửa không bằng tiền tiền xe đâu. Đấy. Xin chào mọi người nhé. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu video là sau. Video sau thì em sẽ quay cho mọi người xem cái mẫu xe này. Xe này mới về luôn. Đời 2013. Đấy, form mới. Kia Morning.